Vâng, những đơn loa cây Kenwood đã trở về với Zika Audio. Vâng, nhân dịp cuối năm thì Zika Audio rất là vui được cung ứng tất cả những cái yêu cầu của các bác, và bên em nợ đơn và hôm nay bên em đã trả hết. Vâng, em chỉ làm một cái video ngắn thông báo đến các bác là những đôi loa cây Kenwood bắt 25 kép đã về để cung cấp cho các bác dịp cuối năm nhé. Đây là dòng loa cây rất là chất lượng, giá hợp lý. Đây là hàng nhập khẩu mới bảo hành 12 tháng, gồm 5 loa trên một thùng. 5 loa trên một thùng gồm 2 bát 25, một chung và 2 chép, sở hữu một siêu chép. Vâng, và bên em đang test nhạc. Ngày hôm nay bên em đi rất là nhiều loa Kenwood luôn ạ. Và cũng đi rất là nhiều những cái cấu hình combo karaoke gia đình để các bác chơi dịp Tết Nguyên Đán. Vâng, chiều cao của đôi loa cây Kenwood này là 1m15 phân, và chiều ngang 33cm và chiều sâu 30cm. Vâng, thì đó là kích thước rất là tuyệt vời. Và bên em cũng làm video test nhanh đây. Ngày hôm nay bên em nó đi rất là nhiều Kenwood đấy ạ. Vâng, đi rất là nhiều Kenwood, các bác thấy không ạ? Đã đóng hàng đây, những đôi loa cây Kenwood. Cây Kenwood ạ. Đây, các bác thấy không? Đi rất là nhiều. Bởi vì đây là những mẫu loa cây rất là phù hợp, chất lượng, giá hợp lý mà các bác đã chọn lựa cho mình. Và đặc biệt là không kén đồ chơi, âm ly 203 cũng có thể chơi được, vì thế chúng ta không kén nhé. Có bất cứ âm ly nào nó có thể kéo được 8 sò, 12 sò, 16 sò, 20 sò, đều kéo được các bác nhé. Đây là những cái đôi loa Pioneer F75, cũng là những sản phẩm được lựa chọn nhiều nhất trong năm 2018 và 19. Đó, bây giờ là 20. Và những súp B3 2021 ạ. Rồi, ngoài này thì bên em đang test một cái súp bốt. Bye. Chỉ hôm nay mới có bớt. Anh cứ xem, quan trọng anh phải ưng vào nội dung hình thức. Để cho em đi vệ sinh nhờ đi cho. Anh á? Để anh đi đằng sau. Em xem cuối đường anh dễ trái à. Vâng, đây súp bột bài bên em vừa về xong đấy ạ. Thực rất là đẹp. Các bác thấy không ạ? Súp bột 330 là dòng súp bột bài. Bạt rất sâu luôn. Hết rồi. Và đây là những đôi loa JBL LS115-340. Và đặc biệt là những cái đẩy liền vang Kenwood KM2000 và KM3000 bên em đã về nhá, cung ứng các bác dịp cuối năm. Vâng, những cái vang Kenwood K10BL này, những cái lưng tiếng TD có tích mana CB600 này, những cái đẩy Kenwood K1600 này, đó rất là nhiều, và những đẩy 4 kênh siêu mỏng, siêu nhẹ. Và cũng rất là nhiều, các bác có thể chọn lựa cho mình sản phẩm phù hợp nhé. Vâng, đây những cái Kenwood bên em đang đóng hàng đã để chuyển đi. Vâng, các bác dịp cuối năm này bên em xếp hàng nó hơi chậm một chút xíu, các bác thông cảm nhé, vì bưu điện rất là nhiều, lượng hàng lớn. Có những bác trong Sài Gòn 10 ngày nay chưa nhận được, bên em cũng rất là sốt ruột, mong các bác hết sức thông cảm. Nếu xem được video này, các bác hết sức thông cảm cho Zika Audio nhé. Vâng, những đôi loa cây Kenwood đang test để giới thiệu đến các bác và chuẩn bị đóng hàng cho một bác khách ở Linh Bình. Vâng, cho nhà to một tí ạ. Vâng, sở hữu một siêu chép rất là tươi sáng, chung rất là tách bạch, và đặc biệt là bát cực sâu luôn, vì 2 bát 25. Vâng, bác nào muốn sở hữu cho mình những bộ cấu hình karaoke tốt nhất trên thị trường và giá hợp lý, thì bác có thể điện thoại theo hai số like của Zika Audio trên video ạ. Vâng, mỗi video bên em đều có rất là cụ thể những cái thông tin chi tiết. Rồi, bác nào muốn sở hữu cho mình những sản phẩm tốt thì bác có thể gọi điện trực tiếp cho Zika Audio nhé, hoặc để lại số điện thoại bên em sẽ cập nhật, với đội ngũ chuyên viên sẽ cập nhật tin tức của bác và tư vấn cho các bác nhiệt tình và miễn phí. Vâng, những đôi loa cây Kenwood đã về các bác nhé, các bác có thể sở hữu cho mình nhé. Vâng, sau đây xin phép được dừng video. Và chúc tất cả các bác một buổi chiều vui vẻ và hạnh phúc ạ. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại.